biết tại sao mà em yêu anh không? Sao vậy em? Không phải vẻ bề ngoài hay sao cả, nhưng mà anh đâu có vẻ bề ngoài đâu. Thì đó, lần này là em yêu anh là vì ý chí vươn lên của anh. Em nghĩ á, chỉ cần anh cố gắng, em cố gắng, tương lai hai đứa mình không có tệ đâu. Sao cậu lại ở đây? Tớ quay lại lấy đồ. Tớ để quên một thứ, là cuốn sổ trên tay cậu ấy. Nhưng mà tại sao tớ lại trả cho cậu? Vì nó là của tớ mà. Trong này có tên của tớ mà. Thật ra là tớ thích cậu. Mấy hôm nay cậu bị bệnh gì à? Không, chả sao cả. Hay là gia đình có chuyện gì? Không. Hay là có chuyện gì khác không? Tại sao cứ tránh mặt tớ mãi thế? Mấy hôm rồi cậu không đi học, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Tớ vất vả lắm mới tìm ra được chỗ trọ của cậu đấy. Việc gì cậu phải làm như thế? Tớ phải hỏi cậu mới đúng ấy. Cậu sắp cưới rồi đúng không? Chúc mừng cậu nhé. Em biết là anh định muốn hỏi gì. Em giúp anh bởi vì em cũng nghĩ giống như anh, và chúng ta cùng là bạn học nữa. Hồi đại học chúng ta có chung lớp vài môn. Chắc là anh không nhớ em đâu, nhưng mà em vẫn luôn thích anh. Sao cơ? Em thích anh nhá. Bởi vì lúc đó anh rất mạnh mẽ và thông minh, cứ như là tỏa nắng vậy. Em nói ra điều này không phải là để anh nghĩ đến chuyện hẹn hò, mà chỉ là nếu không nói ra thì em nghĩ là mình sẽ thấy ân hận thôi. Anh cũng cảm thấy không quen cho lắm, nhưng mà dù sao đi nữa, anh cũng rất muốn được dần dần trở nên thân thiết với em hơn. Được, đương nhiên là được rồi. Thì anh đi ăn phở mà. Trước đây rủ anh đi bao nhiêu lần, anh có chịu đi đâu. Không ăn được phở thì đừng có cố. Chuyện của chúng ta không cứu vãn được nữa đâu. Trước giờ chỉ có em hỏi anh muốn ăn gì. Bây giờ anh ăn gì cũng được, miễn là ăn cùng em. Bây giờ phải ăn gì cũng được, miễn là không ăn cùng anh. Tôi sẽ tiếp hả? Anh cũng không quan tâm nữa, anh quen rồi mà. Còn điều may mắn nhất cuộc đời anh là được gặp em. Còn may mắn của cuộc đời em là được gặp anh đó.